Đây các bạn xem, đây là bà xã của tôi đây. Bà xã đang làm cái bánh bánh kèn đây. Bà xã chào cái đi. Hi. Hai, xin chào. Đây mọi người xem vợ tôi làm đây. Đó, đắt là quắn như thế này đây. Gọi là bánh kèn các bạn ạ. Đây là bánh kèn của đồng bào của chúng tôi đây. Đấy. Để gấp lại. Rồi. Cứ làm cứ hai cái là cột lại lại một một túm. Có thể là ba cái cũng được, nhưng ba cái nhiều quá thì dây dễ tuột ra đó. Đây. Bạn xem ban đêm cho nên không rõ, các bạn thông cảm nha. Đây là gạo rải, đây là bánh này. Sáng mai chắc mới chín, nấu cho cả đêm nay. À, đây là bánh bánh kèn, bánh kèn. Đây, sau khi thu hoạch vụ lúa rải xong đó thì ta sẽ làm Tết mùa, Tết gọi là mùa Tết mùa ngà rã này. là Tết của người dân, đây là Tết chính thống của Đây mình. là Tết của người dân đồng bào thiểu số đây. Đây là cái đó. Nó đó các bạn ạ, không biết ở phía Bắc gọi là lá gì, giữa miền Nam đây là gọi là lá đót. Lá này là chủ yếu là làm bánh bánh kèn này, còn lá dong cũng là bánh kèn lá dong làm to hơn Bà sẽ xem mình làm đấy. cái bánh. Các bạn xem đây là bánh kèn này, chắc nấu xong nên tôi sẽ cho các bạn xem ngon không ngon nè. Đấy. Do tối quá cho nên là không có rõ nha. Đây các bạn xem này. Đây, vợ tôi làm đấy. Bà xã. Đây, gấp lại. Bà xã tôi làm cái bánh này rất đẹp các bạn đó. Bạn xem gấp lại hai cái sau đó ta lòng vào. Dây thì đã cột sẵn rồi. Đó, cách cột như thế đấy. Rồi, chúng ta lòng qua như thế. Cái này chỉ hướng dẫn cơ bản thôi. Rồi các bạn xem này. Bánh như thế này đây, nó cột như thế này đấy. Rồi, thầu hướng dẫn cho các bạn xem luôn đi. Rồi, bây giờ ta quấn như thế này nha. Rồi, ta xoắn bằng rất dễ các bạn ạ. Nhưng mà nếu mà không khéo tay thì nó Đây cũng hả? Bình thường rồi xoắn như thế này. Nhưng mà những người mà không khéo tay thì làm sẽ không 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 được, không được đẹp, không phải không được. Rất đơn giản. Rồi, ta dùng hai mép tay để gấp lại. tao sẽ cho mấy bạn xem bạn bạn uống bạn uống đây không cả đã trong là đồ công rất đã. Đây là bánh kèn các bạn nha. Đây cách làm bánh kèn như thế đấy. Bạn xem rồi học hỏi nha. Đây, làm bằng lá đót. Các bạn nào muốn học với mẹ em bài học không? Đấy, đây là gọi là bánh kèn các bạn nha. Vợ mình làm nhanh lắm. Làm nhanh mới cái mới làm một ăn rồi. Đó, cột như thế, cứ hai cái cột, ba cái cột lên xưởng tuột. Dầu hả? Bán mẹ làm gì để y y một tay luôn. Gạo rẫy đó các bạn nha. Đây không phải là gạo ruộng mà là gạo rẫy. Gạo rẫy này nó mới ra màu đỏ đỏ như thế này này các bạn nha. Rồi mình máy trắng quá chứ. Mắc chắc máy lứt lận đỏ. Hồi xưa là Ăn máy rất lứt. ngon. Thơm nữa. Chia gì bằng hát rồi. Chết nào có phê. À, anh đây là phê sữa nha. Anh nào đi mua sao?
Bà xã mà làm không được là thôi. Xã tiếp theo. Đây bà xã khác. Một xã đã là xã. Có xã xã. Bắn cho các bạn ơi. Đấy. Nấu chín cho mình cho các bạn xem tiếp. Các bạn sẽ chiều. Đây là bà ta đang làm đây. Bánh thì không cần bỏ nhân các bạn nhỉ. Đó nha. Đây thì bỏ nhân thì cũng được, nhưng mà nhỏ nên bỏ nhân. Bánh cúng mà. Đây là dòng các bạn cũng bánh này, bây giờ làm cái bánh bánh cạp đây. Nói chung mà cũng cái mình lá này hơi la dòng này hơi nhỏ. La dòng này hơi nhỏ nha. Thì mình làm nhỏ. Đây, đây cái bánh này thì làm dễ hơn. Bánh này là khó hơn bánh kia. Không dễ đâu các bạn. Làm giống như mình làm cái bánh tét nhưng mà không phải. Không phải, bánh tét là bánh đòn. Tét là bánh đòn hay sao? Bánh này thấy thì không có chỉ đâu. Bánh này phải 3 cái là được này, 2 cái là tử. Lá to quá mà. Không biết cái. Không bỏ nhân. Lúa lại là bỏ nhân không được nha. Rồi ta cột thế này các bạn ơi, 3 cái và 2 cái cột vô. Cột tấm máy vô. Cột đi. Cái này là lá, cái dây làm lá rồi hả? Nó khác cái dây này. Đấy. Đây là gọi là bánh bánh kẹp bánh, bánh lá dòng á, lá dòng á, bánh lá dòng, bánh lá dòng đây này. Bánh lá dòng, bánh kẹp các bạn ơi. Cái bánh ốm này, bánh ốm lá dòng này. Đây là bánh này là bánh bánh kèn này, bánh kèn. Đây là mai là Tết mùa rồi. Tết mùa lúa rẫy. Đây là bánh thứ ba. Bánh gọi ú. Là bánh ú. Bánh ú lá dòng. Bánh ú bèn làm bằng lá dòng đó. Cũng cái y bánh khó lắm bạn. Y bánh kèn nhé. Mình phải bóp như thế này này. Cũng y bánh kèn nhưng mà to hơn. Chỉ khác xí thôi. Bánh kèn là làm bằng là lá la. Lá la lá dòng. Lá đó, bánh kèn là mình lá đó. Bánh kèn là đó. Còn bánh ú này là bằng lá dong. Ú đâu phải bánh ú người Kinh này, bánh ú là người đồng bào thiểu số của tôi đó, là làm này. Đẹp chưa bạn xem này. Nó cũng tương tự như bánh kẹn thôi nhưng mà to hơn, thì cách gọi là khác. Bánh này là cột từng cái một các bạn nha. Cột hai cái là sẽ bung ra là cột không được. Cái này cột hai cái được từ trước tới giờ. Đấy, từ trước giờ các bạn xem cột từng cái một như thế này đây. Đây. Bạn xem. Đây. Đây, mình sẽ hướng dẫn thôi, hướng dẫn cho làm thôi. Đây. Cách làm như thế thì phải coi bà xã tôi làm đó, quán cũng y là. Mà nó quán hơi nhiều, nó quán hơi nhiều. Nhưng có nhiều vòng vô nhưng mà nhiều hình 3, 2 vòng, 3 vòng. Cách gọi là khác nhau. 1, 2, 3 vòng đi. Nhưng nó không giống bánh đó, nó là biết cách làm, không làm nữa. Sau bánh.
con. Làm được chừng này mà còn mớ nè, mớ gạo. Nói chung mình làm một ăn gạo các bạn ơi. Bằng đêm tối quá. Không sao đâu mà. Không biết là phải làm tay. Mình đặt bộ sáng lên nữa. Cái này mình làm thế này. Đó, con em nó yên tù quay rồi trời. Đây em cống này cái này nó phải lặn như thế này, nhà bạn như thế này nó mới để được. Thấy đơn giản này không? Được không? Xin chào Dược Lệ Ngân Năng. Trồng rồi làm cỏ thôi, sau đó để đến mùa thu hoạch thôi. Hôm nay hình như cái bạn đã phải cột bánh đâu bằng dạng dạng cột cũng dạng dạng giống bánh tét mà vừa vừa đây chặt quá là những bông bánh nè. Rồi được chưa, bánh này được chưa, rồi sẽ sao được con bánh mà còn nguyên nhẹ. YouTube có ngày mắc gì hơi tiếp theo đây các bạn xem sản phẩm. Ờ có đây, có đây. Cái này vừa nhỏ vừa dài nè. Nhỏ mà dài chứ. Vừa nhỏ mà vừa dài.
Hello, mời các bạn thưởng thức. Đây là bánh kèn mình ú đây. Đây. Bây giờ chín rồi. Đây các bạn, bánh kèn đây. Bánh kèn đây. Đây, đây là bánh kèn. Còn ở đây là bánh ú này, bánh ú này. Là mình lấy dông. Ở đây là mình la đót. Đây, bánh kèn là mình la đót này. Đây. Bánh kèn đây nè. Còn cái này là bánh bánh cặp đây. Đây, bạn xem, mời các bạn thưởng thức nha. Mời các bạn thưởng thức bánh kèn, bánh ú, bánh cặp của miền quê chúng tôi.